Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình mạo muội làm một đề tài rất là đúng với ý Chúa. Đó là một cái đề tài xém đốt nhà thờ, hóa công truyền thống của Chúa, đăng ngày 3 tháng 7 năm 2020. Mấy hôm nay có một vụ anh môn đệ tân thời của Chúa giả dạng làm tài xế công nghệ vào nhà thờ GCCT đường Đồng Kỳ Đồng nổi tiếng phản nghịch để đốt lửa. May thay cho nhà thờ là anh chưa kịp làm nhà nhiều thì lửa đã bị dập. Tại sao tôi xem ảnh này là môn đệ Chúa? Nghe nói ảnh cũng là người Công giáo, nhưng hơn những người Công giáo khác, anh dám làm theo gương của Chúa. Có ai nhớ Giêsu từng manh động xông vào đền thờ Chúa Cha mà đập phá, rồi vỗ ngực bảo cứ đập tan tành hết đi, ba hôm nữa tao sẽ xây lại chúng mày coi. Đây là những hình ảnh thời Chúa phá cái nhà thờ, phá trong cái ngôi đền ở Israel. Thế rồi Ngài lấy được cho nên lên cọc gỗ, hoàn thành sứ mệnh lừng danh đến tận bây giờ. Anh môn đệ chạy Grab của chúng ta bây giờ về mặt tinh thần chắc chắn hề thua kém Giêsu. Ngay đâu anh Grab còn có máy, có giấy giám định tâm thần của bệnh viện nữa cơ. Xui cho anh, bây giờ có luật pháp rõ ràng, hình ảnh cũng không đến đổi như ngày xưa, nên chắc khó có chuyện anh được muôn đời sau ngợi khen như Chúa. Này, hình ảnh Grab đây, đốt nhà thờ hôm trước đấy. Về mặt phương pháp thì tôi bảo đảm anh này đã tuân theo binh pháp của dùng hỏa công truyền thống của Chúa. Chắc chúng ta cũng đã từng nghe Ngài là ngọn lửa thiêu, Đệ Nhị Luật 4:2-24, Do Thái 12:2-29. Ngài biến thành bụi cây cháy để nói chuyện với Môi-se, Xuất Hành 3:2-2 đến câu 4. Ngài ưa thích lễ toàn thiêu, thích mùi thịt nướng BBQ thơm lừng. Đây có hình ảnh minh họa, minh chứng đàng hoàng nha. Khi ra trận, khi giết người thì Chúa các đạo binh thường xuyên dùng lửa này nhé. Lửa từ mặt Chúa phát ra làm hai con trai của tư tế Aaron chết cháy tại chỗ. Lê-vi 10:2-2. Chúa dùng lửa đổ xuống Sodom và Gomorrah, Sáng Thế 19:2-24. Dùng lửa thiêu chết tại chỗ 102 người lính của vua và các vua 1:2-10 đến câu 12. Hình ảnh minh họa đây. Đó là Chúa Cha, nhưng cha nào thì con nấy. Giêsu từng nói, thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Luca 12:2-49. Ngay đâu đợt nhà thờ lớn ở Paris bị cháy ngày 25 tháng 4 năm 2019, người ta cũng chụp được hình Giêsu đứng trong đống lửa. Đây, năm ngoái đấy. Về mục đích của anh Grab, tôi cho rằng anh muốn diệt trừ một ổ dịch chống đối chính quyền. Vì theo như Roma 13 thì mọi quyền bính đều do Thiên Chúa và mọi người, đặc biệt Kitô hữu, cần phải phục tùng chính quyền một cách tuyệt đối. Vậy mà nhà thờ Kỳ Đồng lại là nơi trước giờ vẫn thích ăn mày dĩ vãng, tổ chức mấy chương trình tri ân các Lotzer cờ vàng, luôn chống đối nhà nước hiện tại. Anh đốt là đúng. Có điều chắc Chúa bận chống dịch Covid nên không kịp đến hỗ trợ cho anh. Ngày đầu giáo hội đã tha cho anh rồi á. Tôi đã bảo nếu có một người không theo đạo thì họ sẽ đòi cảnh cộng sản truy cứu, hay là cảnh sát truy cứu trách nhiệm hình sự anh đến mức kịch kim, đồng thời lên mạng ca bài ca bách hại. Bài thông báo của nhà thờ như thế này: thông báo về sự việc đốt nhà thờ. Kính thưa anh chị em, sự kiện đã diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào khoảng 19:40 ngày thứ năm
ngày 25 tháng 6 năm 2020, một thanh niên đi vào cung thánh châm lửa đốt, gây ra đám cháy khá lớn. Giáo dân và quý cha đã kịp thời phát hiện và dập tắt lửa ngay lập tức. Sau sự việc, chúng tôi đã giao anh thanh niên ấy cho công an phường 9, quận 3 hôm qua thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020. Hai cha phó sứ cùng với ông chủ tịch hội đồng mật vụ giáo xứ và ông thủ quỹ của giáo xứ và công an phường 9, công an quận 3, ông chủ tịch phường 9 cùng một số người có trách nhiệm trong phường 9, quận 3 đã đến gia đình anh thanh niên đốt cung thánh nhà thờ để thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh và làm rõ lý do tại sao anh đã đốt cung đình thánh nhà thờ. Khi chúng tôi trao đổi với người bố của anh ấy, một gia đình công giáo, và được biết anh đang có vấn đề về thần kinh không được bình thường, chúng tôi có ghi hình và thu âm việc thăm hỏi này. Trong khi trao đổi với chúng tôi, người bố đã bật khóc vì hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện để giúp cho anh được chữa bệnh do ảnh hưởng thần kinh vì ma túy. Sau khi đã hiểu rõ sự việc, nay chúng tôi xin chính thức thông báo: một, vì anh bị vấn đề thần kinh không bình thường nên sẽ không truy cứu trách nhiệm; hai, chúng tôi nhận thấy anh là người đáng thương vì là nạn nhân của xã hội, đã từng đi cai nghiện ma túy, cần được chữa trị bệnh thần kinh. Giáo xứ, ngày 27 tháng 6 năm 2020, ấn ký Phêrô Đinh Ngọc Lâm, linh mục chánh xứ. Giáo hội đã không truy cứu nữa thì tôi cũng hy vọng mọi người cho anh cơ hội làm lại việc này. Chúc anh thành công. Đây, đó là toàn cái bài viết về cái anh mà noi gương Đức Chúa để đốt nhà thờ nhưng mà không thành công. Nếu mà thành công thì cũng đã đi vào sử sách rồi. Nếu như chúng ta đốt nhà thờ mà một người ngoại đạo hoặc là một tôn giáo khác thì chắc chắn có chuyện lớn rầm rộ trên truyền thông, và sẽ có những đường hướng mới, những diễn tuần mới để mà xem. Còn đằng này, đó là người công giáo cho nên im bặt và không có một cái gì gọi là ầm ĩ cả. Bạn Đinh Thình, xin quý vị đón xem những clip sau. Hôm nay mình làm clip này ít thôi.